Thưa quý vị, hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 5. Trong ngày làm việc này, Đại hội tiếp tục xem xét về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Trước đó, trong phiên họp vào chiều qua, Đại hội đã nghe báo cáo và xem xét công tác nhân sự. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết.